Mừng các bạn đến với chống diễn biến hòa bình. Các bạn thân mến, bệnh thành tích dẫn đến bệnh nói dối, dối trên lừa dưới. Nó đang giết chết niềm tin của những người trung thành với đảng, ủng hộ chế độ. Do đó, niềm tin là thứ cần được chứng minh. Chống diễn biến hòa bình giới thiệu đến các bạn bài viết Nói có sách, mách có chứng, bài viết của Nguyễn Trọng Nghĩa. Về cơ bản, những thông tin hay quan điểm của chúng ta dù trên không gian mạng hay ngoài đời thật thì cũng phải đảm bảo hai yếu tố: chứng cứ chứng minh và tính logic trong suy luận, bao gồm suy diễn về viễn cảnh của các diễn biến cụ thể. Bởi nếu đưa ra thông tin mà không kèm theo các dẫn chứng về nguồn gốc thông tin, tính xác thực của thông tin thì chẳng khác gì là bịa đặt thông tin. Cũng thế, khi đưa ra quan điểm nào đó mà thiếu tính lý luận, thiếu cơ sở chặt chẽ để đảm bảo tính bền vững của quan điểm thì không khác gì chứng minh bản thân hời hợt trong nhận định, đánh giá vấn đề. Trước đây, không ít các câu chuyện về Chủ tịch Hồ Chí Minh được lan truyền nhằm bôi nhọ, xúc phạm đến uy tín và danh dự cá nhân người, hướng tới việc suy diễn hạ thấp giá trị đạo đức cách mạng và Đảng Cộng sản Việt Nam. Khi hỏi tại sao các người biết về câu chuyện như thế, thì được trả lời là nghe đồn, nghe kể. Khi hỏi ai đồn, ai kể, thì chẳng ai nói được nguồn gốc của các câu chuyện. Có những câu chuyện mà theo đó chỉ xuất hiện có không quá ba nhân vật, nhưng người kể là người nhìn thấy ba nhân vật của câu chuyện đó đã làm gì, nói gì. Điều khó hiểu là những người nghe những câu chuyện như vậy lại chẳng đặt câu hỏi, chuyện có tính bí mật như thế thì làm sao có ai biết được mà kể lại, vì chắc chắn rằng người trong cuộc không phải là người kể lại câu chuyện bí mật đó. Ví dụ như khi suy luận về một người có phải là phản động nằm vùng hay không thì phải cần xem có bằng chứng gì chứng minh hay không, biểu hiện đó là gì. Như nhìn vào những vấn đề phát sinh tiêu cực trong nhiệm kỳ công tác của người đó chẳng hạn, tiêu cực phát sinh là gì và hậu quả của những tiêu cực đó sẽ dẫn đến điều gì. Tôi đặc biệt để ý đến hoạt động của ngành tuyên giáo trong hơn một nhiệm kỳ vừa qua, từ nhiệm kỳ 2016-2021 đến nay. Sách lịch sử bị thay đổi nội dung từ sách giáo khoa giáo dục lịch sử các cấp học đến nghiên cứu nghiên chuyên sâu. Những người có quan điểm xét lại lịch sử nằm trong lĩnh vực giáo dục, biên soạn sách lịch sử có quan hệ xã hội, dòng tộc, hoạt động chống chế độ, nằm trong ban hội đồng thẩm định biên soạn sách lịch sử. Tài liệu chuyên truyền lịch sử cách mạng thì được diễn tả không khác gì tài liệu chuyên truyền của quân xâm lược, của thành phần chống chế độ. Những thành phần có biểu hiện chống chế độ bị quần chúng nhân dân chỉ mặt thì liên tục nhận giải thưởng lớn của đảng. Những nội dung chống xét lại lịch sử thì lại bị cắt bỏ trong các chương trình chống xét lại lịch sử. Ngành giáo dục thay đổi nội dung giáo dục lịch sử bằng việc xét lại nhiều nhân vật lịch sử như Gia Long, Phan Thanh Giản, nhưng chẳng thấy cơ quan chức năng có chức năng bảo vệ chế độ như ngành tuyên giáo hay an ninh chính trị nói gì. Lãnh đạo đảng và nhà nước ở thành phố Hồ Chí Minh xì sụp vái lại Lê Văn Duyệt, tên loạn thần tặc tử tiếp tay giặc bán nước. Dòng họ của tên tặc tử Gia Long bán nước thì công khai đề nghị ca ngợi hắn, và báo chí cách mạng, báo đảng thì tạo điều kiện tuyên truyền cho chúng. Coi như là ngành văn hóa, thông tin và truyền thông, giáo dục, tuyên giáo đang tiếp tay giặc đánh phá chế độ mà không có bất cứ sự biểu hiện nào của cán bộ đảng viên nào có chức năng chống phản động tỏ ra hồ nghi cả. Điều đáng lo ngại thì chẳng thấu bề trên, những người bị cộng đồng xã hội tố là xét lại lịch sử thì lại đang giảng dạy lịch sử từ cấp trung ương tới địa phương, được lên truyền hình chuyên truyền lịch sử và ca ngợi đảng, rao giảng về lòng trung thành với đảng, được tặng hết huy chương tới huy hiệu, danh hiệu cao quý các kiểu. Các phát biểu đánh giá về sức mạnh của hệ thống tuyên truyền các địa phương đều ở mức khen thưởng, nhưng số lượng đoàn viên thực tế của đoàn thanh niên là vô cùng đáng quan ngại. Không tin thì hãy thử đi phục xuất tuần về một xã, phường nào đó để hỏi về hoạt động của một chi đoàn nào đó xem có thật không. Hãy hỏi xem có bao nhiêu chi đội thiếu niên tiền phong có hoạt động và được phụ trách bởi chi đoàn. Sau khi tìm hiểu về hoạt động của chi đoàn thanh niên thì hãy xem thêm chi bộ đảng đặt trong sạch vững mạnh thế nào khi chi đoàn quá lâu không sinh hoạt, hay ngay cả khi ban chấp hành chi đoàn đó có khi đã không còn. Bệnh thành tích dẫn đến bệnh nói dối, dối trên lừa dưới, nó giết chết niềm tin của những người trung thành với đảng, ủng hộ chế độ.
Niềm tin là thứ cần được chứng minh.